Người trên vài người. Tập 296. Cung bà mày, dây trước còn làm ra cái bồ dạng như là muốn giết người tới nơi sao? Sao bốn dân dây sâu lại như vậy chứ? Tốt xấu gì thì mình cũng là một người đàn ông đáng độ sung sức, thế này thì làm sao mà người ta chịu nổi? Muốn không? Biết là công tử không dám. Còn không trách công tử, dù sao thì mọi người đều biết ta là thuyền trưởng của thuyền số 8, là nhân vật quan trọng của Linh Lùng Cát. Vô số cao thủ xếp hàng dài theo đuổi ta ở thiên vực này. Nếu như công tử dám thở thì chuyện hôm nay bị truyền ra ngoài, công tử sẽ bị vô số người đuổi giết, sống không quá 3 ngày. Cái gì? Liều liều thì tự đấu với ta, ngươi còn non lắm. Ý? Tên tiêu tử này mất trí rồi sao? Liều liều, đơn chí miệng nói nhưng lời không làm nhé. Công tử làm thật rồi sao? À dạ. Sao người dám? Sao lại không dám? Không phải cô nói đó hay sao? Ngươi phải suy nghĩ cho kỳ hậu quả đi nhé. Nếu như chuyện này bị phanh phui với bên ngoài thì có sống được quá 3 ngày hay không cũng không dám đảm bảo. Có lẽ ngươi còn chẳng sống tới 1 ngày. Hả? À nói thật sao? Nhưng mà nói miệng không mà. Thế không có chứng cứ. Nào, có chứng cứ thì mới được rồi nha. Ngon dáng nghĩ lại đi. Hả? Quay video chơi cái trò này á? Lúc có truyền ra ngoài thì tốt nhất cũng phải phát tán cái này luôn đi. Tốt nhất là đừng để cho ta sống tới 1 canh giờ. À, đàn nghĩ tên tiểu tử này xấu xa thật. Vì công tử vừa rồi chỉ là đùa với công tử thôi, vẫn mong công tử đừng để bụng. Cùng bọn nó quân cũng đã cưới ra rồi mà cô nói là đùa với ta sao? Đồ phụ nữ xấu xa. Chưa tiệt, hắn lại dám vượt mình qua vậy. Khắp thiên hạ này chưa từng ai dám đối xử với mình như vậy. Có đàn ông nơi nào mà không cung phụng mình chứ? Chỉ có nhìn cái tên đàn ông này. Tên đàn ông này. Người đâu? Đại nhân. Mời cái tên mà trong phòng lúc nãy lên tầng 3 cho ta, sắp xếp cho hắn một căn phòng. Dần thu hạ đi làm ngay. Liều liều, thì tự vốn dĩ là ta muốn phanh thầy người ra. Nhưng mà nghĩ kỹ lại thì có thế nào thì cũng là thấy người có chút đáng yêu thế nhỉ. Tuy sợ đây, tí tí muốn xem ai chơi hơn ai đi. Đại nhân, vội vàng cái gì? Hắn không đồng ý ở chứ gì? Ta đón trước được từ lâu rồi. Trời trẻ thì sẽ có hơi kiêu ngạo, rất là bình thường. À đại nhân, không phải như vậy. Hắn không chỉ đồng ý, hơn nữa còn cương quyết đổi cái phòng VIP số hiệu thiên tự chuyên dùng cho các nhân vật lớn nữa cơ. Hình như chuyện càng ngày càng trở nên thú vị rồi. Tên tiểu tử này đúng là làm người ta khó mà đoán được. Có điều trong cái dáng vẻ nóng vội của người thì chắc là có hứng thú với phụ nữ lắm nhỉ. Thế thì ta sẽ đấu với ngươi cho đàng hoàng. À cậu vậy xin hỏi có ai không? Ta đang đốm vàng. Công tử tiên nữ gặp nạn, công tử có thể cho ta vào không? Hút. Không, tự nhiên lại gõ cửa chắc chắn là có bẫy. Sao mình có thể bị lừa được tiêu? Tiếp tục đếm tiền. Tiền tiêu tư này, ngươi cũng ác thật đấy. Tí tí không tin là không xử lý được ngươi. Công tử à, tuy là từ trước đến giờ chưa từng quen biết, nhưng mà tiểu nữ không biết phải làm sao. Tình hình có bất chỉ là nên mau mũi một làm phiền. Tiên nữ là dịp thành nhị của đảo Thiên Diệp, lần này có thể bị trúng kịch độc. Nên nhị công tử có thể giúp tiểu nữ thì chắc chắn thành nhị sẽ báo đáp công tử bằng sức lực của cả đảo. Bất cứ lúc nào, công tử cũng có thể yêu cầu gì, thì đảo Thiên Diệp ta cũng sẽ thỏa mãn công tử. Còn phải người phụ nữ này gặp nạn thành đi chứ, đường đường là thân là đàn ông của Hoa Hạ, không thể thấy chết mà không câu được. Dẫu cô là cô có chuyện gì thế? À, công tử là như thế này. Lần này thần nhị đang rèn luyện ở gần đảo chuyển dịch, bị cái ác hạ độc trong khi lại không biết gì. Lần này đầu tố phát tá, tiểu nữ phải tìm người rất tốt để giúp mình lôi bỏ độc tố, thực sự là đành chịu. Thế thì đúng là cô có chút đáng thường.
Nhưng mà ta cũng không biết giải độc. Nếu như ta đã tìm tới công tử, thì chắc chắn là công tử có thể giải được độc tố ở trên người của Thành Nhi. Ta giải được á? Sao ta không biết là bản thân có chức năng này ta? Do cụ là độc của cụ trúng là độc gì? Là tinh cổ. Đồng này cực kỳ xấu. Còn Thanh Nhi phải tìm được một người đàn ông trong thời gian quy định để mà xong tù thì mới có thể giải được độc. Tập 297. Công tử chính là Nam Nhi, khí chất lại phi phàm lại rất đẹp trai, vừa hay là kiểu lý tưởng của Thanh Nhi, cho nên Thanh Nhi khẩn cầu công tử có thể xong tù với Thanh Nhi để xóa bỏ cổ độc. Nếu như sau này công tử thấy không hài lòng thì Thanh Nhi cũng sẽ không để cho công tử chịu trách nhiệm đâu. Hơn nữa còn sẽ dâng lên thù lao, chứ dù là tiền tài bảo vật, chỉ cần công tử muốn thì Thanh Nhi nhất định sẽ làm hài lòng. Mới như vậy mà đã sững ra rồi à? Nhìn đi, nam nhân quả nhiên là không thể chặn lại được cái cám dỗ này. Thì ta sẽ bắt chẹt người cho đến chết. Hút. Điều khiến tao đến mức đáng nghi như vậy, tưởng ta bị ngốc hay sao? Cái này thì có khác gì với cái số tiền lớn trên cây gột điện, dây điện của kiếp trước đâu chứ? Mà đó ta mãi mãi không quên được cái tuổi trẻ vô trì được gọi cuộc điện thoại ấy, rồi giờ còn lại trong tài khoản trừ 100. Sau đó là bị lừa sạch tiền điện thoại, nói chuyện xuyên đồng của cái tháng đó. Sao ta có thể bị mất lừa một lần nữa? Không tồn tại đâu. Ai mì tiền tử xinh đẹp thì cũng xinh đẹp, cái tức giận đúng là do người. Đúng vậy, đúng vậy. Có một cô gái khám nằm ở trong tường nè. Nếu như nhìn kỹ lại thì trông cũng được, nhưng mà lại không thua một chút nào. Không không, thắng được mì tiền tử. Xin chào tiểu thư, có cần giúp đỡ không? Cái gì bay thế kia? Trước tiên là quà vai, bây giờ là một trận đá bay. Mì tiền tử ta cả đời này chưa bao giờ gặp phải nằm nhận không hiểu phong tình như vậy. Cái này thiên trưởng đại nhân cuối cùng cũng tìm thấy cô rồi. Giờ nãy ta đã ở cửa phòng để gặp một nữ lừa đảo thấp kém. Cô ta rất là ngu xuẩn. Cô phải quán đi nhà. Đây là thiên của cô đấy. Là gì vậy? Cô vẫn còn đang giận chim vào đấy hay sao? Đến bại mà mọi người đều có thể kích động là rất bình thường. Xin lỗi xin lỗi. Đúng vậy đó, cô mày mà có dịch phòng công tử để tao hòa đồng gần cốt mấy lầu này. Chuyện lừa đảo này ta sẽ báo thuộc hạ đi xử lý. Nhưng mà nói đến tên lừa đảo kia, ta vẫn muốn cà khịa một chút. Nói cái gì mà trúng độc sông tù, ta còn cho ta lợi ích này chưa? Còn nói trường tiền hạ này lại có người ngu ngốc tới như vậy sao? Trên thế giới này căn bản là không có kẻ ngốc nào bị lừa chuyện như vậy đâu. Cô nói có đúng không? À sao thế, thiên trưởng con tán tỉnh với lời nói của ta sao? À tán thật. Vì thiên trưởng đại nhân cần phải đem cô gái lừa đảo này đi trừng phạt đi đấy. À yên tâm, bổn trường trưởng đương nhiên sẽ không để cho cô ta lừa được bất cứ một người nào ở trên thị nữa đâu. Vậy có thiên trưởng ở đây ta không qua nữa. À đúng rồi, phòng mà cô sắp xếp cho ta ở rất là thoải mái. Chứ đi, chỉ đến mai cô gây rối với ta, ta không so đo với cô nữa. Cái gì mà nói không so đo với ta nữa? Chuyện này ta vẫn chưa tìm người tính sổ đấy. Ôi đáng ghét, đáng ghét, đáng ghét. Thần nhảy rình. Nếu như người đã muốn chơi, thế thì ta sẽ chơi cùng người. Ta ngừng lại muốn xem thử người làm thế nào mà thoát khỏi lòng bàn tay của ta đây. Đây là dây số 8 đến rồi. Ôi, đã đi ta đi rất lâu rồi. Nhìn để chúng ta lên thuyền đi chứ. Tinh thần đầy hải đang còn đầy lão tử. Bây giờ dựa vào cái gì mà đuổi chúng ta xuống thuyền chứ? Nè, rốt cuộc là có chuyện gì vậy? Sao lại không để chúng ta lên thuyền? Mì tiền tử à, cô ra ngồi cho ta. Tại sao lại đuổi chúng ta? Ta muốn lên thuyền. Ta là đầu chủ của đảo Phùng Thiền Tần Bá Thiền. Tại sao các người lại đuổi ta xuống thuyền? Các người, lời người của linh lùng cát thì đã sao chứ? Lý nào có thể ngang ngược vô lý như vậy ư? Ây da, xin lỗi, linh cung cát của chúng ta chính là muốn làm gì thì làm cái đấy. Người đâu, đem tí tử kia lên đây cho ta. Sao thế, lại tìm ta nữa rồi? Lẽ nào bắt được cô gái lừa đảo kia rồi ư? À, đương nhiên là bắt được rồi, đã bị ta đuổi xuống dưới rồi. Wow, lợi hại thật đấy. Thế thì ta có từ trước đây. Vì công tử, ngươi muốn đi đến đảo Phòng Nguyệt đúng không?
Đúng vậy. Sao thế? Đó Phong Nguyệt thuộc Phong Nguyệt Tông. Lý nào vị công tử là người của Phong Nguyệt Tông ư? Ta còn phải cũng chưa bao giờ đi qua đảo Phong Nguyệt. Lần này ta chính là đi, là vì truyền thừa kia, truyền thừa tử vong. Vị công tử à, truyền thừa này tồn tại cho tới bây giờ không biết là đã có bao nhiêu người tử qua, nhưng mà đều không có ai ngồi lại chết ở trong truyền thừa rồi. Là ta tự nhất sinh, danh xứng với thực. Vị công tử là đang muốn đùa có đúng không? Xem ra truyền thừa này là thật rồi. Cũng phải đi thừa vườn mày. Tất cả những người chết ở bên trong đó đều nghĩ như vậy. Lẽ nào lời này của ta rất khó nghe, nhưng mà thực sự chính là như vậy. À mì tỷ thư, sao lại nói như vậy? Không những rất hay, ngược lại là rất là lột tài. Có phải người không hiểu ý của ta hay không? Lần này ngươi đi nhất định sẽ hết chết, cái hiểu chưa? Vì cảm ơn đã tín nhiệm. Hả?